5 kiểu chân váy, cứ diện cùng áo phông là xinh, đừng hỏi. Áo phông và chân váy khuy trước. Chân váy khuy trước với thiết kế mang chút hơi hướng cổ điển là một trong những ai từng được nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng. Chỉ cần mix chúng với áo phông oversize đơn giản, kết hợp cùng sneaker hay sandal là bạn sẽ có ngay set đồ vừa thoải mái, năng động lại hợp mốt trong mùa hè. Với các cô nàng công sở hay có khuyết điểm ở chân thì chân váy midi khuy chiếc đầy nữ tính và thanh lịch sẽ gợi ý cực hoàn hảo, nên đừng quên tham khảo. Áo phông và slip skirt. Slip skirt là kiểu chân váy có chất liệu nhẹ nhàng, lụa, sa tanh, bề mặt mỏng manh và chân mịn mang vẻ đẹp có phần nhu mì, quyến rũ. Chúng được xem là món đồ thời trang chủ lực trong tủ đồ mùa hè nhờ ưu điểm đem lại sự thoải mái, dễ chịu cho người diện nhưng vẫn vô cùng sành điệu. Ngoài ra, vì slip skirt cũng không hề quá kén cách phối đồ nên bạn hoàn toàn có thể mix chúng với áo phông, một item khác của mùa hè để có được outfit thật xịn. Áo phông và chân váy ngắn. Áo phông và chân váy ngắn là sự kết hợp đơn giản, quen thuộc nhưng lại khó có thể phạm lỗi hay lỗi mốt. Ngoài ra, vì công thức này có thể sử dụng cho rất nhiều hoàn cảnh nên bạn nhất định đừng bỏ qua. Áo phông và chân váy denim. Áo phông và chân váy denim sẽ là sự hoán đổi hoàn hảo cho cặp đôi áo phông, quần jean trong những ngày hè oi bức. Combo này chẳng những dễ mix, dễ diện mà còn cực kỳ trẻ trung và khó lỗi mốt. Do đó, hãy sắm cho mình vài kiểu chân váy denim từ ngắn đến dài nếu bạn là một tín đồ cuồng diện áo phông. Áo phông và chân váy midi sepli. Sự đơn giản của áo phông và sự chi tiết, cầu kỳ của chân váy midi sepli có thể gắn kết cũng như bổ sung tốt cho nhau. Do đó, nếu bạn đang tìm kiếm một công thức diện áo phông nào đó nhẹ nhàng, thanh lịch và nữ tính thì đừng ngần ngại áp dụng hai item quen thuộc này. Theo Phương Nga, Tone Shop sưu tầm và tổng hợp.